Anh ơi, em đang góp xe bên FE và em đang thất nghiệp nên em đóng trễ 2 tháng có sao không ạ? Em sợ đóng trễ quá bên FE không trả cà vịt gốc. Cái trường hợp mà khi mà bên những công ty này họ giữ cái cà vịt gốc của mình đó mọi người, thì cái thiết yếu là họ chỉ muốn cho mình thanh toán đúng hẹn cũng như là mình hoàn thành cái sứ mệnh, hoàn thành cái khoản vay cũng như là lãi suất này nọ thì họ sẽ trả. Nên trong trường hợp mà mình đóng trễ thì nếu mà mình đóng trễ nhưng mà mình vẫn thanh toán đủ và xong sau này thì chắc chắn nó cũng sẽ trả cho mình theo cái quy định, mà người ta cũng không giữ cà vịt gốc của mình để làm gì cả. Trường hợp mà mình đã thanh toán xong rồi thì thôi không sao. Còn những cái trường hợp mà mình đã trễ 2 tháng, mọi người ơi, 2 tháng là nhóm 2 thì nó uổng dữ lắm. Nếu mà mình trong cái suy nghĩ của mình là trong tương lai mình cũng sẽ trả hết cho nó và để lấy lại được cái cà vịt gốc thì thôi, mọi người thấy uổng không? Thì thôi mình cứ thanh toán đủ cho rồi. Còn cái trường hợp mà để một cách mình không bị nợ xấu hoặc là không bị ảnh hưởng bởi lịch sử tín dụng á, không nói thiệt, mọi người nên vay mượn của người thân, gia đình, bạn bè gì đó 1-2 tháng hay là 2-3 tháng để mình đóng vào cho nó, để thứ nhất là mình không trễ, lịch sử của mình nó ổn để sau này mình có thể làm ăn hoặc là vay lại được, nó rất là đơn giản. Còn những cái trường hợp mà mình cũng cố gắng mình thanh toán xong mà trong cái quá trình mình thanh toán nó bị trễ rồi nó lên nợ xấu, sau này làm ăn cũng khó, mà thấy mọi người thấy nó uổng không, đúng không? Tại vì những cái công ty này là vay tín chấp nên nó không có cái sự mà giữa cá nhân với cá nhân, tất cả mình trễ bao nhiêu lâu rồi phí phạt hay là như thế nào đó đều cập nhật lên trung tâm CIC, thì khi mà mình đi vay hoặc là mình đi qua những công ty khác thì nó vẫn tra cứu ra được những cái khoản vay đó, thì nó rất là ảnh hưởng. Và trong cái suy nghĩ của mình là mình sẽ trả hết để lấy lại cà phê gốc, thì mọi người ơi, giữa tháng hoặc là giữa năm lỡ trễ thì thôi mình ráng gồng luôn, hoặc là mình vay mượn đâu cho nó hợp, cho nó đẹp, cái hồ sơ của mình nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.